là máy bay do thám nha mấy bạn. Cái F9F8P này là máy bay do thám ha. Nó có cái những cái camera đó mấy bạn, những cái máy chụp hình đó. Nó đi do thám tình hình quân địch người ta mấy bạn. Đó. Cái này cũng chỉ có một người lái thôi. À, nặng 19.768 pound và tốc độ tối đa là 705 mile trên giờ, chạy được 1.200 mile ha. Rồi. Nói chung là cái này dùng để do thám người ta, chụp hình người ta. Đây là cái chỗ mà để chỉ huy nè mấy bạn. Ra ngoài đây đứng để nhìn rõ để chỉ huy nè mấy bạn. Đó. Đây là có những cái điện thoại nè để gọi vô, à, giống như là nói chuyện với những người bên trong á. Đây là nhìn ra cái cảng nè, các bạn thấy đẹp không? Đây là cái cảng ở San Diego á. Đây là cảng Navy ha. Cảnh nó đi rất là đẹp ha mấy bạn ha. Xa xa là người ta chạy thuyền, người ta đi chơi á. Đó. Rồi. Mình đi vô nha. Quay tiếp ha. Cái này chưa quay nè. Này bự dữ vậy. Wow. NH05. Các bạn thấy không? Này mấy cái giống như mấy cái bơm, mấy cái quả tiễn á mấy bạn. Đi tấn công người ta. Ghê chưa? Đây là đồ của lính không quân Mỹ nè. Cái này á, nó gọi là F-14 Tomcat Fighter. Cái cánh của cái máy bay này mấy bạn, nó được thiết kế dùng chuyên dùng trong những cái trận chiến mà trên không mấy bạn, trận chiến mà trên không mà cần tốc độ nhanh đó mấy bạn. Đó. Cho nên là cái cánh của nó được thiết kế đặc biệt để dùng trong cái những cái trận chiến trên không ha mà cần tốc độ nhanh. À, cái máy bay F-14 này á, nó được chiếu trong cái phim Top Gun năm 1986 ha. Mình chưa coi phim này mình không biết luôn. Nó có một cái hỏa tiễn, mình nghĩ là hỏa tiễn á, một cái hỏa tiễn và missile, tức nghĩa là gọi là gì, missile là tên lửa ha mấy bạn. À, tên lửa, hỏa tiễn, súng hỏa tiễn với tên lửa. Wow. Nó được dùng hơn 30 năm luôn nha mấy bạn. Được dùng để giống như là bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ giống như là first line defense, nghĩa là giống như là phòng thủ mấy bạn. Dùng để được phòng thủ trong những cái trận chiến á. Hơn 30 năm luôn nha, được dùng hơn 30 năm luôn. À, cái này chở được 2 người ha. Nặng 74.000 pound. Tốc độ tối đa của nó là 1.781 mile. Wow. Nhìn nó nè, ghê chưa? Thứ dữ nha mấy bạn ơi. Nhìn đằng sau của nó nè. Có tên lửa, có súng, có tên lửa tùm lum trên đây luôn, ghê không? Cái này gọi là air to air heat seeker. Ghê ghê. Rồi kế bên nữa.
Có một cái nữa nè. Nhanh lên trên được các bạn. Cái này nó gọi là T2 Bug Eye, tức nghĩa là cái này dùng để cho mấy người mà phi công, người ta huấn luyện các mấy bạn, huấn luyện phi công á. Cái này là cái máy bay mà được dùng để cho phi công huấn luyện từ năm 1959 nha mấy bạn. Nói chung là dùng để tập bay á. Nặng 13.180 pound, chở được 2 người ha. Bay được maximum speed là 521 mph trên giờ. Bay được khoảng chừng 910 mph thôi. Nè, hình của nó nè các bạn. Đây là hình của phi công nè. Này người ta xếp hàng để người ta lên máy bay mấy bạn, người ta chụp hình á. Nó cho mình lên ha. Mà đông quá mình không lên nha. Đông quá. Rồi. Để tiếp vào đây nha. Tại nhiều máy bay ghê á. Rồi. Nó đi quýnh lộn mình, nó trang bị vậy sao nó thua mấy bạn. Nhưng mà cái đó cũng bị thằng Nhật dập cho tơi bời luôn, sao nó mới tấn công lại á. Cái này nó gọi là S3 Viking. Wow. Cái này là nó giống như là cái máy bay này chống lại những cái tàu ngầm á mấy bạn. À giống như là nó sẽ phát hiện ra mấy cái tàu ngầm ở dưới mấy bạn và nó tấn công những cái tàu ngầm của quân địch ha. Ở trên máy bay này nó có những cái giống như là những cái radar nè. À, những cái đồ mà nó phát hiện ra những cái kim loại, những cái sóng mà điện mấy bạn, để nó phát hiện ra những cái tàu ngầm mấy bạn. Đó. Nặng 52.000 pound ha, chở được 4 người. À, tốc độ tối đa là 518 mph trên giờ. Bay được khoảng 2.300 mph. Đây là hình ảnh của nó nè. Cái này nó cũng được mượn từ bảo tàng không quân ở bên Florida nha mấy bạn. Tàu ngầm mà gặp nó là chết chứ nó. Vũ khí hiện đại, thời đó mà nó có vũ khí hiện đại gì ai quýnh lại nó mấy bạn. Mà nó với thằng Nhật cũng quýnh nhau tơi bời xong. Thằng Nhật tấn công Trân Châu Cảng xong. Thằng Mỹ đánh lại hai trái bom tiêu đời luôn. Ở trên cái đuôi của nó có vẽ cái hình cái lá của cái cỏ ba lá đó các bạn, của người Irish á. Thời điểm quay video này là mình cũng bên đây cũng sắp chiến tranh rồi các bạn. Giữa Nga với Ukraine với Mỹ à. Sắp quýnh nhau, không biết có quýnh nhau không nữa. Ghê quá. Quýnh nhau tơi bời hết rồi. Đây là cái khác đó nè. Đó. Cái này cũng bự à. Đợi người ta đứng mình cho mình quay cho mấy bạn coi nha. Các bạn nó ghi gì ha. Để mình ra xong mình quay cho mấy bạn xem nha. Khỏi cảnh của nó nè. Vũ khí nè, thấy ghê không. Wow. Tên lửa tùm lum la. Rồi cái này nó gọi là cái gì.
Cái này nó gọi là A4 Skyhawk Attack, tức nghĩa là cái này là diều hâu của bầu trời nha các bạn. Ta tính dịch ra vậy mình không biết nha. Cái này là máy bay ném bom ha. Máy bay ném bom nha. Để coi coi. Nó được dùng á để đánh bom ở trong những cái trận chiến ở Đông Nam Á nha các bạn, chắc ở Việt Nam mình á cũng dùng trong đó luôn rồi. Đó, đúng rồi, mình nói đúng mà, dùng trong chiến tranh Việt Nam mà không. Này chở được một người 24.500 pound. Tốc độ tối đa là 670 mph trên giờ, bay được 1.700 mph. Wow, nó có cái Juni Rocket có 82.500 pound bom nha. Ghê quá. Ghê quá. Rồi, ok. Bây giờ sẽ xuống đây. Xuống đây là nó gọi là cái phòng mà để cho phi công chuẩn bị ra bay đó mấy bạn. Pilot ready room á, tức nghĩa là phòng mà để phi công chuẩn bị ra bay với bạn. Xuống nè. Mình đã không qua được qua đây. Ok. Này máy bay tàng hình nè. À. Đây là cái bảng mà nó giống như là nó để tên của những người mà phi công mấy bạn bị giết á. Bị giết trong 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 chiến tranh á. Khi mà lái cái F4 Phantom. Rồi. Đây là cái phòng mà mấy người phi công người ta ngồi đó, chuẩn bị ra bay đó mấy bạn. To get close air support in a situation of this kind would have required visual sighting and affirmative visual identification. In bad weather, close air support would have been ruled out. Cái này gọi là cranny board, tức nghĩa là cái chỗ mà người ta giữ lại những cái hồ sơ, những cái record, những cái kỷ lục của những người phi công mấy bạn. Người ta khi mà người ta hạ cánh á, người ta phải được chấm điểm á mấy bạn, thì người ta sẽ giữ lại ở đây ha. Đây là mô hình máy bay nè mấy bạn. Đây là mấy cái đồ mà lưu niệm người ta để đây á. Mấy cái logo mấy bạn. Chỗ này mình chụp hình được nè. Cái ghế ngồi cái buồng lái của phi công á. Rồi, mình qua đây nha. Đây là chỗ của mấy người mà lái chiếc A4 Skyhawk nãy đó các bạn. Cái mà đi ném bom ta.
hỏi này, cái ghế của ngồi là có tên của từng người phi công ha. Đây là ready room nha, cái phòng này là khi mà ta vô chuẩn bị bay mấy bạn. Rồi quay tiếp. Đó, các bạn thấy hoành tráng không? Nhà máy bay nè. Máy bay chiến đấu không á. Đây là áo nha. Đây, cũng như là mũ, nón của mấy người mà phi công á. Cái phòng mà để mình đồng phục nè mấy bạn. Để quần áo này nó. Cái phòng này là cái phòng huấn luyện nè mấy bạn. Huấn luyện bay á. Rồi ghê chưa. Vô đây coi như phim mấy bạn. Ghê chưa. Phần này phòng huấn luyện nha. Rồi đi ra đây. Bên kia còn không? À đi ra đây tiếp không? À hết rồi các bạn ơi. Giờ mình ra rồi. Rồi đi lên lại. Nói chung là nãy giờ mình vô cái phòng chờ của phi công ha. Đứng đây quay xuống cho mấy bạn xem nè. Cẩn thận rớt máy. Rớt máy là tiêu luôn. Rồi thấy chưa, nghe tiếng tàu chưa. Các bạn thấy xa xa kia có cái cầu không? Đó. Cầu mình nghĩ nó bắt qua cái đảo Coronado đó mấy bạn. Đó, cái cây nè ha. Tàu quá trời luôn. Em đứng ngay cản